Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2021. Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì hôm nay đó, giá sầu riêng có nhích nhẹ một chút xíu, tăng khoảng 1-2 ngàn đồng ở các nơi. Thì có như thế nào, kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ cập nhật liền như vậy để cho quý bà con mình bám sát được cái tình hình thực tế để mà mình bán sầu riêng trong ngày đó, làm sao mà nó phù hợp nhất và có lợi nhất cho bà con ha bà con. Ở hôm nay đó thì giá sầu riêng cụ thể như sau. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, sầu riêng ri 6 mua xô từ 25 tới 31 ngàn, hàng đẹp từ 32 tới 38 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 32 tới 37 ngàn, hàng đẹp từ 38 tới 44 ngàn. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, sầu riêng ri 6 mua xô từ 20 tới 26 ngàn, hàng đẹp từ 27 tới 34 ngàn. Sầu riêng Thái thì là mua xô từ 27 tới 33 ngàn, hàng đẹp từ 34 tới 40 ngàn nha bà con. Và quý bà con cũng lưu ý giùm kênh Nhà Nông Miền Tây, giá này là giá mà anh em thương lái cắt tại vườn nè, không có qua nhiều trung gian. Nếu như mà đoạn đường vận chuyển xa gặp quá nhiều khó khăn cũng như là chất lượng sầu riêng đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự chênh lệch về giá. Cho nên mình lưu ý vấn đề này giùm kênh Nhà Nông Miền Tây. Giá kênh Nhà Nông Miền Tây báo đến để cho quý bà con mình tham khảo đó. Thì mình làm cái cơ sở để mà mình thương lượng cùng với anh em thương lái làm sao mà có lợi cho cả đôi bên ha bà con ha. Và cũng đừng quên là giai đoạn này cũng đang là giai đoạn hết sức là nhạy cảm về cái việc chống dịch. Cho nên là bà con mình phải cố gắng thực hiện đầy đủ 5K để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Sau nữa là an toàn cho cộng đồng và xã hội để chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, để mà có thể buôn bán và thuận tiện hơn, dễ dàng hơn, giá cả cũng sẽ tốt hơn nha. Rồi, cảm ơn quý bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin cảm ơn và xin chào.